Trong cuộc đời mình á, chơi với người sự chọn lựa cũng quan trọng lắm á. Chứ cần chọn lựa sai lầm là bản thân mình sẽ sai lầm đó. Tại vì mình đã dính vô rồi mình bước ra khó lắm quý vị à. Nên những Đức nói rằng á, chứ quý vị, cái xã hội bây giờ á, con người người ta tâm sinh lý bất thường. Vì cái cảnh giới bất thường nên tâm sinh lý cũng bất thường nhiều lắm. Bây giờ á, cả chùa hay đờ đạo gì, cả cha mẹ cũng bất chợt mình bị hụt hẳn gì con. Như có cô đó, cô nói con là con gái bình thường, thầy đang bình thường, đang đi học tốt vậy đó, tự nhiên cái là nó cắt tóc con trai, nó nói bây giờ nó thích con gái, nó trở thành đứa vậy đó. Cả trong chùa tu này quý vị, mà tâm sinh lý họ còn thất thường, mà còn những cái căn bệnh mà gọi là ô nhiễm với nhau kìa. Nên quý vị, những Đức khuyên quý vị, chọn người chơi là điều cực kỳ quan trọng. Khi quý vị đã dính vào rồi, mờ đi khó lắm, hiểu không? Nên gia đình quý vị cũng vậy, gia đình mình cũng vậy đấy. Quý vị mà thấy nhập vô mà đòi này đòi kia, nói không, quý vị luôn luôn duy trì đi. Có một cái gia đình á, thờ Tam Bảo, mà tổ cô nhập vô đòi phải lập bàn thờ cho tổ cô. Cuối cùng á, là làm bệnh hoạn hoài bà vợ, cuối cùng gia đình bắt buộc ông này phải lập bàn thờ cho tổ cô. Cuối cùng khi lập bàn thờ lên là đòi này đòi kia hoài. Thì lúc đó ông lại nói những Đức một câu, nói phải chi con nghe lời thầy là được. Khi mà lập bàn thờ rồi, lúc đó đúng là rõ ràng, mờ giờ về thì dễ mà đuổi đi thì cực kỳ khó. Họ nói đó là nhà của họ rồi, dỡ nhà họ không được, ghê không? Nên từ nơi đó quý vị phải cẩn thận cái chỗ này. Nên gia đình á, gặp những trường hợp quý vị luôn luôn duy trì chính quý vị đi. Vì con người có thọ mạng, không có ai hâm dọ bắt đi mà được đâu. Tại vì họ làm ngược lại định luật nhân quả đâu có được. Từ khi con người thọ mạng đến lúc phải chết, chứ không có bắt ai được hết trơn. Tại vì trong lục đạo luân hồi vẫn có cái sự cai trị. Nên chúng ta phải tin chỗ này. Nên quý vị gặp những trường hợp đó, luôn luôn giữ tâm của mình, làm thiện, làm tốt, niệm Phật, thì tự nhiên người ta thấy người ta gạt mình không được thì người ta phải đi. Đúng không? Phải duy trì mình nghe quý vị. Nó nên những Đức nói rằng trong chùa mà những Đức hướng dẫn nhiều nè, mà cả người trong chùa mà có khi mà còn ái nhiễm nhau, không phải kìa. Tại vì tâm sinh lý của người ta nó thất thường quý vị ơi. Đúng không? Nó cái cõi này là cái cõi thất thường nè, càng ngày tuổi trẻ này nè, nó càng nhiều bệnh lạ kỳ xảy ra nè. Mà cái bệnh mà bây giờ nam nam nữ nữ này nó nhiều lắm nha quý vị. Thật sự mà nói cũng không ai muốn điều này đâu quý vị ơi. Nhưng mà cái nghiệp duyên gì đó trong cái cuộc đời, trong cái cặn bạ pháp này, cặn pháp quý vị hiểu không, mạt pháp đó, nó xảy ra nhiều vấn đề quá. Thấy chưa quý vị, xã hội mình nhìn thấy rõ ràng mà. Đó, nên á, nhờ đi tu mà có những Đức vui vẻ đó. Chứ nếu không nó điên cả đám, nó căng thẳng, nó điên cả đám hết đó quý vị ơi. Ừ, có những Đức vui á, nên những Đức cũng xài năng lượng lắm á. Thì bây giờ tạo ra phải xài thôi, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhờ nhiều quá nên xài mà còn thừa. Chứ gặp mà cạn kiệt mà xài kiểu này, chắc những Đức nghĩ chắc cũng ốm ho gầy mòn, không còn cái trí tuệ gì đâu. Tại vì giải quyết nhiều vấn đề quá quý vị. Thì thấy không, như nguyên buổi sáng mà bên đây công việc này kia mà 8 giờ mấy chạy vô bển nhào vô giảng. Vậy mà còn giảng cho vị nghe được, vậy là không đơn giản chút nào. Thấy không? Đó, nên quý vị về chùa, nhà Đức hướng dẫn vị rất nhiều cái cho vị lợi ích đó. Nên nhà Đức khuyên quý vị khi đi vô chùa ở tu á, nghe lời những Đức đừng có bao giờ thăng với người trong chùa quá. Thăng người trong chùa là quý vị sẽ bị ảnh hưởng đó. Đó, cho quý vị biết đó nghe. Đừng bao giờ nghịch với họ mà đừng bao giờ thăng với họ. Người đó là người thật sự khôn ngoan. Trong cuộc đời này đủ duyên thì chơi với nhau một chút thôi, chứ đừng có bao giờ mà dính dáng với nhau nhiều quá. Cũng đừng bao giờ đem việc của mình đi nói cho nhiều người nghe làm chi. Nói đúng nơi đúng chỗ để giải quyết vấn đề, chứ đừng nên nói tùm lum, không hay gì đâu. Đó, nên đi đến chùa ở chung phòng đồ này kia, nhưng thôi cố gắng niệm Phật. Chứ đừng có bao giờ mà tụm ba tụm bảy, lâu ngày có ngày coi chừng lôi mình ra để đối chứng đó quý vị. Thấy không?
Rồi đi đến đây tu tập xong về nhà cố gắng áp dụng Phật Pháp trong gia đình của mình. Cuộc đời mình sống vui là sống tốt. Đừng có bao giờ tác động từ ai làm mình phải đau khổ. Chúng ta phải luôn luôn duy trì mình. Tại vì mình được an lạc mình mới tác động cho người ta an lạc. Còn mình không an lạc sao mình tác động người ta an lạc đây. Mình mà khổ đau mình tác động người ta khổ đau. Nên những đức vui nên những đức mới cho bị vui đó. Đúng không? Chứ những đức mà buồn sao mà cho bị vui được. Không có bao giờ mình buồn mình cho người ta vui được đâu quý vị ơi. Nên trong cuộc đời mình á, thương cái gì là từ bi nhất, thương mình là từ bi nhất. Thương mình là từ bi nhất. Nên trong nhà Phật dạy á, độ mình mới độ người, thấy không? Là thương mình là từ bi nhất, thương mình là độ mình. Thương mình là thương cái gì? Là giữ được tâm trạng của mình. Giữ mình được có sự vui vẻ an lạc. Đừng có bao giờ vì một cái gì mà làm cho mình bị tác động để sanh phiền não. Vì mình đã phiền não rồi là không có một cái việc gì mà chúng ta có thể giúp người khác được đâu. Chúng ta đã buồn rồi thì nó thành tiêu cực. Mà đã nó thành tiêu cực thì không có một cái gì mà mình thấy nó đẹp hết chứ nha. Không có cái gì mà mình thành công đâu. Nhận đức là một con người đơn giản, trình độ học quá cao, không có nên nói nữa làm gì. Nên từ nơi đó mà quý vị biết á. Như vậy mà tại sao nhận đức thành công trong nhiều lĩnh vực là vì sao? Vì nhận đức vui mà thành công. Chỉ có vui thôi à. Nên cái con người vui vẻ thật sự tự tâm là tu duyên tu phước về. Mà ai cũng thích quý vị, ai cũng thích gần gũi quý vị nè. Quý vị mà vui vẻ an lạc, người ta gần gũi quý vị, người ta thấy thoải mái lắm. Nó không có tác dụng phụ của cái phiền não. Những đức gần ai đi chăng nữa nó cũng không có nhiễm, tại những đức nó thẳng. Nó, ví dụ như gần với các cô mình hay là nhóm làm việc rồi này kia, những đức nói tôi là vì tất cả mọi người. Tôi chơi chung với mọi người, tôi không bao giờ cái chuyện dính dáng ai hết chứ. Nó thẳng vậy đó. Nên từ nơi đó mà nó đỡ tác dụng phụ tối đa quý vị. Nó nên trong cuộc đời chúng ta khổ đau vì chúng ta có một cái bám víu quý vị. Có một cái bám víu nên mình phải chịu sự khổ đau. Nên những đức nói rằng tất cả những con người mà trong cuộc đời này thất tình là đa phần là chúng ta đặt nặng một mối tình. Nên cuối cùng khi người ta bỏ mình rồi lúc đó mình sẽ đau khổ. Nên chúng ta không nên vậy đâu quý vị à. Không nên vậy đâu. Có con bé này nó buồn khổ quá, nó bị thất tình, nó lại gặp những đức. Nó nói chuyện, những đức nói con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 22 tuổi. Những đức nói cha mẹ con sinh con ra nuôi con 20 mấy năm nay, con đã làm những gì cho cha mẹ con rồi? Nói dạ con đi học xong con đi làm rồi con có người yêu. Con thấy con chưa làm được gì cho cha mẹ con hết. Những đức nói con chưa được làm cái gì cho cha mẹ con mà con đi thất tình. Những đức thấy con ngu không tưởng tượng được. Hỏi tới bằng cấp thì cũng là đại học, ra trường này kia. Nhưng mà lại là trở thành một kẻ ngu si. Ủa bộ cái trường đại học của con là trường đại học ngu si hả? Tại sao rèn con ra một thành con người như vậy? Con ngồi cứ suy nghĩ kỹ đi. Bèo nước gặp nhau. Ta nói bèo hợp thì bèo tan, là chuyện của bèo. Không lẽ tan rồi con đi kiếm bèo để con vớt lại. Thấy không? Nên cuộc đời con người có thể đến và có thể đi. Nên chúng ta, quý vị phải nhớ kỹ, bao nhiêu cái tốt đẹp chúng ta đều mong cầu, nhưng chúng ta cũng đừng nên từ chối những cái mà không tốt đẹp đến với chúng ta. Trái ngọt là chúng ta thích ăn, nhưng mà trái đắng đến thì chúng ta cũng phải nếm thử một cái. Chứ bây giờ sao, không lẽ trái đắng đi đẩy cho người ta, trái ngọt điều gì mình? Thì cũng không được quý vị à. Trong cuộc đời giữa đắng và ngọt á, nó đều có cái sự cân bằng. Nên chúng ta nếm được mùi đắng thì chúng ta mới cảm giác được mùi ngọt. Nha quý vị. Nên những người mà buồn khổ một chuyện gì, thất vọng mà đi tự tử, đúng là người này quá ngu si. Họ cứ cho rằng đi tự tử đó là một cái giải quyết, là một cái giải thoát. Đó là sự tiêu cực, cực kỳ tiêu cực. Tại vì sao? Tự tử không phải là một cái việc giải thoát, mà đây là một cái việc làm mà quý vị tạo ra sự khổ đau còn gấp ngàn vạn lần. Còn sống mới còn giải quyết được vấn đề, chết rồi là chúng ta sẽ đi vào cái giải quyết vấn đề khổ đau, chứ không phải là giải quyết được. Nên trong cuộc đời này không có một lý do gì mà chúng ta phải đau khổ hết trơn á.
Quý vị có đau khổ thì hãy suy nghĩ lại lời của những đức nói nghe chưa. Đúng không? Mình đi về chùa mình nghe gì hoài, quý vị nên sống vui vẻ quý vị à. Sống vui là sống tốt nghe quý vị. Đúng không? Sống vui là sống tốt. Nè, chút á, chương trình ăn uống xong những đức bắt mấy bài nhạc lên, nhạc xuân thôi, cho quý vị có mùa xuân. Đúng không? Rồi mấy vị mà Phật tử vô đây này lên đây. Nó mấy cô đồ lên đây, nè chị em đủ nhau. Mấy ông thì không có dám. Mấy ông thì không phải là không dám, mà là mấy ông giống như mấy ông để cho phái nữ. Giống nhường cho quý vị đó, nhường sân khấu cho quý vị đó. Đàn ông ta chịu vui lắm quý vị ơi. Cái gì vui vẻ là nhường cho phái nữ hết luôn. Nhưng mà nói thiệt, hôm qua kêu không dám lên. Tại thấy mấy bà dữ quá. Thấy không? Đúng là thật sự mà nói á, âm thịnh thì dương si. Mấy bà thịnh quá, nên mấy ông ngồi im gu luôn. Ngồi tại chỗ quơ tay quơ không nổi nữa. Quơ tay quơ không nổi. Ồ ghê không? Nó nên á, bữa nay là bữa mùng 8 không? Tối đêm nay á, giống như là còn chơi Tết nè. Chùa mình vẫn chơi Tết nghe. Nó thì từ nơi đó tối hôm nay nữa, mai mùng 9 là nghỉ. Là sáng mùng 10 là chùa trở lại thời khóa tu bình thường hết. Chùa trở lại bình thường hết luôn rồi đó quý vị. Quý vị ơi, trong cái dịp Tết á, chùa mình cũng lộn lên đó nghe quý vị. Nó lộn lên á, nó khác lại á quý vị hiểu chưa. Trong một năm chờ người ta là duy trì cái thời khóa, người ta đâu rồi đó đàng hoàng hết chứ. Vậy mà trong dịp Tết những đức lộn cái thời khóa lại hết luôn đó quý vị. Quý vị biết rằng là từ cái bữa mà sáng mùng 1 cho tới bây giờ, những đức chưa có lên chánh điện tu một thời nào. Lên chánh điện tu một thời nào. Thời khóa lộn lại, lộn lại, khác lại quý vị. Thấy không? Nhưng mà những đức á, là tương đối là cái việc á, mình chịu niệm Phật đó. Chứ khuyên người ta niệm Phật, chịu niệm Phật á. Chứ gặp mà người trong chùa mà ban tổ chức này mà nó xuyên suốt gì luôn là tiêu liền, có chuyện xảy ra. Chịu với những đức cũng cỡ cái chục ngày, cũng làm việc suốt luôn, làm này làm kia, chứ đâu có lên tu được. Tại cái giờ đó lên tu sao được đấy. Lên tu thì không làm việc được ở đây, để cho quý vị xuống có cơm ăn, thấy không? Đó. Nên những đức nói với người trong chùa, chúng ta tu hành những ngày tháng mình trong chùa mình cũng được bình an lắm. Nên thôi trong dịp Tết mình cũng hy sinh một chút, để cho người ta được vô chùa, người ta ở đây ăn Tết, người ta thấy người ta vui. Đâu phải bao nhiêu người đó, ở trong cái cuộc đời này mà được mấy người đâu, mà được chịu vô chùa là đó là cũng điều rất là quý. Nên nhờ đấy cũng cố gắng sắp xếp làm sao cho quý vị ăn Tết để vui. Nhưng mà quý vị thấy ăn Tết cũng vui mà hả quý vị? Chứ bây giờ lên ở ngoài là chạy đôn chạy đáo buôn bán, lo việc tùm lum, thấy không? Nghĩ mùng 4 nhiều người cũng khai trương rồi quý vị ơi, thấy không? Mình bây giờ ăn Tết cho tới mùng 8, mùng 9 này là cũng dữ lắm. Đó là cái điều mà nhờ đức chia sẻ cho quý vị nghe nhớ kỹ. Sống vui là sống tốt nghe. Sống vui là sống tốt nha quý vị. Tại vì mình vui thì mình nhìn thấy đẹp hết trơn á. Thấy không? Nó thấy đẹp hết trơn, vì nhìn xuống trên chùa mình nhìn xuống ai có thấy ai cũng đẹp. Thấy không? Không ai mà xấu. Sáng quý vị ơi. Nhìn sáng. Chứ mặt cừ cừ thấy ghét. Đúng không? Từ đâu đó mà cực cực là thấy ngon rồi. Nó là mấy cô đồ nè, mấy bữa Tết ấy bà. Ở đây mà mấy bà vui đồ quá, sáng sủa lên mặt nó nóc lên liền thấy chưa. Nó bây giờ ở đâu. Nên từ nơi đó con người mà quý vị biết, quý vị mà mặt bị hớp lại là do gì? Thần kinh. Khi vị mà thần kinh căng thẳng là mặt hớp lại liền. Nên con người mà khi vui cái mặt nó bầu ra, nó no lên, thấy không?
Nên từ nơi đó mà lên đây mà chơi là cũng hết mình á, sức mồ hôi hột á nghe. Thôi kệ vậy, mình tu tu hết mình ăn ăn hết mình ngủ ngủ hết mình chơi chơi cũng hết mình. Đúng không? Con người sống đều là cân bằng hết mình hết. Vậy thì đặc biệt quá quý vị. Nhưng mà quý vị thấy cái lúc mà mình vui nhất luôn là mình quên hết trơn nỗi buồn, đúng quý vị? Như cô Bình Dương nè, chịu chơi lắm chứ giỡn đâu. Có nhiều người nói rằng ô, mấy bà cụ già, bà lớn tuổi mà sao mà bà còn nhảy nhạc đồ dữ vậy ta. Nó già nhảy nhạc nó mới xịn sò chứ, còn trẻ mà sôi động thì chuyện này bình thường quá, đúng quý vị? Con già mà kích động người ta mà người ta chịu chơi là điều đó vui lắm quý vị ơi. Không, mà những đứa thích nhất là mấy cái cô mà ở ngoài đời bận bịu cực khổ đâu mà mấy cô mà không có được vui chơi đồ gì á, những đứa thích cho quý vị chơi lắm, nói thiệt luôn. Cuộc đời những đứa không có chịu á, không có chịu học giống má những đứa đâu. Cuộc đời của má những đứa là cả đời bả khổ, bả khổ quen. Thôi tôi không có khổ quen đâu, vui quen chứ không có khổ quen quý vị ơi. Sống vui quen chứ không có sống khổ quen. Tự nhiên đi khổ quen. Má như đứa ngày xưa bà mới có 49 tuổi bà chết rồi, mà bà già lắm. Nhớ thấy bà già lắm. Mà vì biết rằng buổi trưa bà không chịu ngủ đâu. Buổi trưa người ta đi ngủ đại đi, bà chưa buổi trưa bà lết xuống dưới sàn nước. Bà đi móc bùn. Nên từ nơi đó mà ba như đứa cũng tức lắm. Cái kiểu mà thương thì thấy vậy cũng tức. Nghĩ thì nghĩ đại đi. Thấy không? Không. Mà ngày xưa cũng khổ nghèo. Nhớ bà có một cái quần đen mà gọi là quần lãnh ngày xưa, với một cái áo bà ba màu xanh. Mà những đứa thấy bà để hoài, lâu lâu á, đám dỗ bà đi bận một cái, đám cứ bận một cái. Mà bộ đồ đó những đứa nhớ hồi cấp còn nhỏ mà nhớ bộ đồ đó hoài luôn. Không có một bộ thứ hai. Thấy không? Cứ nhiêu đó làm hoài bận hoài. Rồi đến khi chết thì chết trong sự đau khổ, chết trong sự không chấp nhận rồi phải chết. Ở cuộc đời con người đi sống gì chi quý vị. Nên những đức nói vui quen chứ đừng có khổ quen. Khổ quen là đi đọ đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Con người chúng ta có cực cỡ nào cực, nhưng mà tâm đừng có khổ. Vì cái tâm nó khổ là nó đi xuống tam đồ ác đạo đó quý vị ơi. Nghe không? Nên người mà đi về chùa mình, nhà Đức khuyên quý vị năm mới, quý vị nên khai thác những tư tưởng mới một chút. Bây giờ những Đức nhìn thấy ở đây nè, những Đức nói thiệt có nhiều cô ở đây, những Đức thấy, những Đức tính ra thời gian của mấy bả tối ngày trong chùa không à chàng. Bây giờ những Đức nói như bà Chuyển nè, những Đức thấy là buổi giảng một tuần những Đức là liền liền là lúc nào những Đức cũng thấy bả xuất hiện. Rồi xe cộ này từ ở dưới đó đi lên đây cũng xa. Rồi làm việc mà không biết làm sao mà. Rồi đi suốt luôn. Vậy mà quanh năm vẫn là dẫn đoàn đi cả chục chiếc xe. Rồi cũng có tiền xài lẻ rai, không có thiếu tiền bạc gì. Trong khi má như đứa ngày xưa bà cực khổ bà lam lũ, bà không biết chỗ nào bà không được đi đâu. Mà quanh năm nghèo vẫn là nghèo cốt khỉ, dân quần cốt khỉ, không được một cái gì hết. Còn bây giờ quý vị được nghe tư tưởng những đức chia sẻ, quý vị về đây những đức thấy quý vị càng ngày càng vui và càng ngày càng sáng sủa lên. Ồ, cuộc sống mà như vậy mình thấy mình cũng tự tin hơn đó quý vị, thật sự luôn á. Có nhiều người ta cứ quan niệm gì quý vị biết không, gia đình nghèo quá, con cái khổ quá, bây giờ vui không có nổi. Vui không nổi là chết mồ con cái luôn. Vì cái gốc của cha mẹ mà bây giờ con cái là cành lá làm sao mà phát triển đây. Cha mẹ mà không vui thì con làm sao mà phát triển được. Cái niềm vui đây không phải kêu quý vị đi ăn nhậu bê tha, mà niềm vui đây là cái tấm lòng, cái tâm lực của quý vị nó phải có sự an lạc. Chứ quý vị đừng có nên nghĩ gì gia đình nghèo, con cái nhiều nheo nhóc, rồi quý vị lại sống những ngày lo âu buồn phiền, con mình không có lên nổi đâu quý vị ô. Đúng không? Đó.
Thật sự mà nói quý vị, mình mà nhìn cha mẹ mình vui vẻ phóng khoáng, mình nhìn trong lòng mình vui lắm. Nghèo gì nghèo, nhưng mình nhìn thấy cha mẹ mình vậy mình cũng thấy an tâm nữa. Chứ bây giờ mình vui gì vui, chứ nhìn cha mẹ mình lam lũ mình thấy mình vui quá nổi. Tại vì mình là cái dạng cành lá quá quả, còn cha mẹ là cái gốc quý vị à. Nó nên á, những đứa ở đây á, bồi cái gốc là mấy bà già, những đứa cho bà vui lắm. Vui với cậu quen nè, ngồi vậy đó, nhưng mà bật nhạc lên cái coi, thẳng găng lên liền á, bung găng lên liền. Ồ, vậy quý vị coi cái bà tám mấy gần 90 tuổi mà bắt nhạc lên cái làm nè. Không có bài nhạc nào mà bỏ qua hết trơn á. Vì thấy chưa, già mà ta vậy đó. Chứ không chi là quý vị mà còn trẻ trẻ mà âu sầu. Ờ ơi, âu sầu ai cho tiền mình không quý vị? Âu sầu ai cho tiền mình đâu nghe. Nó bây giờ mình xấu mình nghèo không có ai cho tiền mình đâu. Chúng ta vui, người ta nhìn mình, người ta còn thương, người ta còn cho tiền. Thấy tội nghiệp, thấy đẹp, dễ thương, vui. Quý vị coi có nhiều người giàu chưa đi mượn tiền mà người ta còn hỏi mình có mượn tiền không. Còn mình nghèo, mình buồn, nó gặp mình cái nó nói, nó than liền à. Nên quý vị đừng có hiện cái tướng khổ. Cái tướng khổ ít ai thương mình lắm. Phải hiện cái tướng vui á, thì duyên nó kết duyên, rồi nó sanh phước thì ta thương. Không? Nhớ cái câu nhà Đức nhắc nhở quý vị, sống vui là sống tốt, nghe chưa? Mà vui trong phòng pháp đó, nghe không? Chứ đừng có đi ăn nhậu bê tha thôi. Vui trong phòng pháp á. Những Đức là một thanh niên ngoài đời ăn nhậu bê tha này, vô chùa những Đức sống vui trong phòng pháp này, thấy chưa? Hai mặt tôi có tư tưởng hết trơn. Hèn ơi, Tết này mà tôi nói tôi mà không đi tu, tôi ngoài đời tôi nhậu không biết bao nhiêu kết bia nói. Hồi xưa mà Nhật Đức mà nhậu xỉn rồi Nhật Đức lấy bia Nhật Đức chế đầu vậy. Ừ. Rồi xong á, hả cái họng ra chế bia vô, rồi nó sặc bọt chơi vậy đó. Ừ, chơi gì đó quý vị ơi. Đến nỗi mà chơi mà say xỉn đến mức mà vô nhà vệ sinh quên cái quần. Quá lầy luôn quý vị. Thấy chưa? Hư vậy mà còn tu được mà. Chứ tôi đâu nói tôi tốt đẹp gì đâu chàng. Thấy không? Hồi xưa kể cho bị nghe hoài mấy lần luôn đó. Đi xuống với Hà Tiên chơi, đi chơi nhậu xỉn chút, sao vô nhà vệ sinh tắm thay quần sao mất tiêu cái quần. Về tới nhà nó ồ chết mồ, cái quần nó mất tiêu rồi ta. Nhớ lại a à, thì ra vô nhà vệ sinh quên cái quần. Thấy chưa? Kinh không quý vị? Quá ghê gớm mà. Nà, tôi không có cái gì lịch sử gọi là ghê gớm đặc biệt hết chứ. Mà tôi thấy toàn là hư hỏng gì không. Vậy mà tôi bước vào cửa Phật tôi còn tu được, mà quý vị ai mà tu không được. Chứ cần gầy dựng lại thôi. Quý vị biết hồi xưa Nhật Đức nhậu nhiều, Nhật Đức ngu lắm, bây giờ nghỉ nhậu nó khôn lại quý vị. Nên Nhật Đức khuyên những người mà nhậu nhiều nghỉ nhậu đi, khỏe lắm. Thật sự mà nói nó vui, nó có nhiều niềm vui khác nhau quý vị, chứ nó không phải chỉ có nhậu và chơi không đâu. Nó không phải cái đó không đâu. Hồi chưa gặp ông thầy, bởi vì chiếc điện thoại ghê nghe. Thầy không gặp những đứa, không nói, ông thầy quen anh em nha, ông nói. Cầm điện thoại gọi. Có một cái cô nọ 30 tuổi nhắn tin. Nhắn qua nhắn lại, nhắn tới nhắn lui. Cuối cùng gọi thấy mặt mày. Ghê chưa? Nó đi tới chuyện mà thấy mặt mày là cũng ghê gớm lắm quý vị ơi. Không? Đó, bắt đầu dính mắt. Rồi ổng nói rằng thôi bây giờ ban đầu thì thầy trò từ từ nói chuyện, thì nói mình rồi từ từ á xưng anh em luôn mong thầy á nghe. Rồi bắt đầu là hai người định, ông này cũng định bây giờ ra đời thì cứ bà này, ghê không? Rồi xong á, gặp Như Đức, Như Đức nói nè, ông coi trong túi ông có mấy cắt mà đi cứ nó. Bây giờ ông còn được được á, cái gì thì nó nói cũng được. Nhưng ông mà bước ra với nó mà ông nghèo, nó đá ông cho dập đít thì nói chuyện dẫn chơi. Nói mà thương.
Cái tình thương chân thật bây giờ nó cũng phải có tiền. Nó mà không có tiền thì ông nói xạo đó, ông hiểu chưa? Rồi lúc đó ông lỡ rồi dở hết trơn, ông không biết ông đi về đâu, ông khổ te tua. Suy nghĩ cho thật là kỹ nghe. Hãy để cho người ta tôn trọng mình, chứ đừng để người ta đạp mình xuống sình, nghe chưa bạn? Suy nghĩ cho kỹ đi. À, vì thấy những đứa con có bao giờ mà nó nhắn tin điện thoại với ai không? Ồ, nhắn tin chi cho nó mệt. Gặp nhau thì nói chuyện vài câu chơi, không nói thì thôi. Nhắn tin chi? Có gì đâu mà nhắn tin. Nhắn tầm bậy tầm bạ. Ngủ chưa? Cái bữa hôm gặp cái cô đó, cô nó hỏi thầy bằng đêm ngủ ngon. Tôi nói ngủ ngon không ngon kệ tôi. Cậu thầy hữu dữ thế kia y chẹt. Con quan tâm cho thầy, quan tâm cho tôi, quan tâm cho tôi. Con ăn quan tâm tôi chứ. Rồi chạy mắt dép. Thấy chưa? Tự nhiên hỏi ngủ ngon không? Nó thôi mệt tôi ngủ ngon. Hay ngủ ngon kệ tôi. Thấy không? Cái chuyện đó cái chuyện của tôi. Thấy chưa? Nào cái vô đây á quý vị. Gặp nhau đi qua lợ hỏi ngủ ngon không? Khỏe không? Nó khỏe không khỏe kệ tôi. Thấy ho biết rồi khỏe không khỏe gì. Hiểu chưa? Ghê lắm quý vị. Đó. Ông thầy nó chú rớt đài. Không, mấy ông thầy hảo tướng cũng nguy hiểm nghe. Chứ hô như mình ai đâu quan tâm tới đâu mà dính gì chẹt. Thấy không? Mình giờ bỏ đại con cà không ai lụm nữa. Nên từ nơi đó mà mấy ông thầy hảo tướng ngon lành nó để ý tới nghe. Nó nhìn ngó để ý. Ừ. Xong á, bởi vì phải anh em phải nhắc nhau. Chùa mình giờ nó cũng nổi quý vị. Nó, có mấy ông thầy mà nó rớt ông là cũng thấy yếu. Không cái chuyện giỡn đâu nghe. Xanh xao. Nên nguy hiểm quá, điện thoại này ghê quá. Bởi vì thôi con đường này tôi đi tôi không xài điện thoại là đúng luôn đó, thiệt quá đặc biệt luôn. Không có xài điện thoại. Có nhiều người hỏi ông thầy thích xài điện thoại, con cúng dường cho thầy cái chiếc điện thoại nghe. Mà điện thoại này điện một cái là thấy hình rõ ràng. Nó những đứa hỏi thấy hình chi ạ? Thấy hình có được gì đâu. Hiểu không? Nó thấy hình có được gì đâu. Mà vậy đó nghe. Mà cái ông thầy ông nói con nhỏ đó nó ghê thiệt. Mình nói mình giờ không ai biết tên ai đâu đúng không? Mà nói cho nhỏ nó nghe. Thôi tránh đi. Đi nàng ơi. Chàng ơi chơi gì kỳ quá. Mà ông thầy nó nói rằng là nó điện thoại điện nói chuyện xong đó nghe. Rồi xong đó nó mới mở nút áo ra. Mở nút áo ra phe của. Thầy chịu đâu có nổi. Chàng ô. Đây á. Lúc đó chị Đức nói ông sao ông Nam Mô Di Đà Phật. Chơi ghê thì quý vị. Ông thầy không nói như Đức nghe rõ ràng. Ghê chưa? Đó, nhờ nó ghi một phát nó gịch lại được. Không rớt đài rồi thấy người nguy hiểm không? Chứ gì mà ghê chàng. Như Đức nói câu gì Đức nói nè, ông ngồi suy nghĩ kỹ nghe. Đã là con gái vậy thì cũng không phải tầm thường. Ông nhào vô thì ông lấy con vợ không tầm thường gì đó. Ông có giữ nó được không? Dại quá. Mình khổ thì khổ chứ. Nếu mà ngoài đời thì cũng kiếm con vợ nó đàng hoàng. Chứ không ai đâu mà dám lấy con vợ mà nó ghê gớm vậy đâu. Của mà dám đem đi phe trên điện thoại là biết không phải đơn giản rồi. Hiểu chưa? Tôi thấy ghê quá à. Hiểu không? Nên mấy bà nào mà về đây mà hay không? Mà vô chùa này vui vui nghe. Mà đi mà ẻo ẻo có ngày chết. Hiểu không? Đi ổng a ổng ẹo quá. Với những đứa thường nhắc mấy chú, những đứa nói tuyệt đối nghe. Phái nữ mà mua đồ ăn, đồ uống, đồ cho ăn không có được ăn nghe không? Ăn bậy bạ coi chừng. Ăn lâu ngày quý vị ơi. Nó cũng dính đồ ăn. Hồi xưa trên kia kìa có cái chú này ông 18 tuổi thôi. Mà cái bà này tới 50 tuổi. Mà ông thường mua đồ ăn, cái bà này bà mua đồ ăn cho cái chú này ăn hoài. Ông này không ăn. Ông ăn hoài rồi từ bà mua xe đạp cho ông đi. Rồi từ từ cái ông buồn ngủ cái bà văn mùng cho ông ngủ. Nghĩ rằng 50 tuổi mà văn mùng thời gian cái sao bà chui vô mùng bà ngủ luôn. Thời gian cái bà với ông đi luôn chàng. Mà bà thì 50 còn thằng 20. Thời gian nó quay về sơ sát hết. Rồi nó cũng bỏ bà. Thấy chưa, trong chùa nó cũng ghê lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhất là cái nơi đông người này là phải cảnh tỉnh mình.
Nên mấy cô Phật tử nghe đi về chùa tu quý vị ơi, thấy không? Đây là tôi nhắc chung. Muốn ăn ở đâu thì ăn ở trên trời dưới đất gì, hiểu không? Chứ đừng có đi về chùa ăn. Có về chùa ăn bánh kẹo thì được, cắn hộp dưa thì được, thấy không? Chứ đừng có đòi cắn cái khác nha. Thấy không? Nên từ nơi đó mà ghê lắm quý vị. Vị nhớ trong cuộc đời chúng ta sống vui là sống tốt nhất nha. Nên Tết năm nay chùa mình, cái lượng người mà ở trong chùa ăn Tết đây á vị, là đông hơn hết tất cả các năm chứ. Và năm nay cũng là năm ăn Tết vui nhất. Mà cũng xịn sò nhất luôn nha. Nên từ nơi đó mà Nhà Đức nghĩ rằng là rõ ràng mình sống vui là sống tốt nhất rồi quý vị. Dù trong hoàn cảnh nào cũng nên sống vui thì nó có tương lai hơn. Thấy không? Quá cổ vũ luôn. Nên ngày mai mừng thọ, để anh chúc những đức lên, những đức chỉ chúng ta sắp ghế từ chỗ nào, chỗ nào là để cho các fan hâm dọ ngồi được. Không mà mình cũng như những người con ấy vậy, làm cho cha mẹ ngồi phía trên cũng vui. Quý vị fan hâm dọ thì ngồi ở dưới, còn các cụ ông cụ bà mừng thọ thì được ngồi ghế. Nghĩa là từ 70 tuổi đủ lên mình sẽ cho ngồi ghế ổn định vị trí, nghe không? Để cái chương trình mừng thọ mình nắm cho rõ ràng quý vị. Mình coi cái số lượng từ 70 tuổi đủ lên khoảng bao nhiêu, rồi từ 60 tuổi đủ lên là khoảng bao nhiêu. Mình coi thử coi cái số lượng mừng thọ đó nó đông cỡ nào. Nhưng Đức nghĩ cũng đông đó quý vị ơi, thấy không? Rồi các ông cụ và cụ chùa mình từ 60 tuổi rồi trở lên cho các ông cụ và cụ ngồi, còn cái vàng xe tăng thì ngồi phía trước. Vàng xe tăng đây nè, nguyên vàng xe tăng này ngồi phía trước. Mà mấy cô cũng nên buộc khăn cho các cụ ngày mai giống gì nè, một cái khăn buộc, còn tặng thêm cái khăn là quấn cổ. Nghĩa là tất cả các cụ thường trụ mình ngày mai á, thường trụ nghe, là đều buộc khăn vàng này hết. Khi các cụ mình buộc khăn gì mình sẽ biết được quý vị, biết được các cụ vị trí các cụ ngồi, thấy không? Nên sắp cho các cụ được ngồi phía trên nhất nhất luôn á, hai bên cánh, hai phía trên với các cụ, với phía dưới một số nữa, còn nhiêu để cho các cụ ông cụ bà ở ngoài vô được ngồi ghế hết, còn Phật tử thì ngồi ở xung quanh, đứng theo lan can đồ, hoặc là bên giường bông giấy đồ này kia. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà chương trình mừng thọ chùa mình là cũng rất là lớn. Mỗi năm bây giờ nó thành một mô hình. Thật sự nhiều người con cháu cũng đưa cha mẹ đến đó quý vị, để người ta dự cái lễ mừng thọ ở chùa. Nên những đứa cũng khuyên mà những người già mà đồ này kia đồ mà người ta mà gần nhà đồ này kia đó, dẫn đi được thì dẫn đi. Ồ, ở đây chiến này trưởng đoàn đổ đây chứ ai dẫn đi ta? À mấy bà kia dẫn hả? À chứ thấy mấy bà đồ ngồi đây hết trơn rồi. Nên từ nơi đó mà tối đêm nay khi nói chuyện xong một chút, rồi mình cũng ăn uống một chút, thấy không?
Rồi thập cẩm một chút. Có nhiều người mà nói thập cẩm ta cũng không hiểu đó quý vị ơi, hiểu không? Nên bữa nay giờ Đức cho mấy cô thường trụ nghỉ hết rồi, tại vì thấy bên ngoài vô đông quá. Mà mấy cô ngồi đây thì mấy bả cũng cạo đầu, mấy bả cũng thấy sôi động, mấy bả cũng động sôi. Rồi cho mấy bả đi nghỉ bước cho rồi, hiểu không? Cho ngoài xã hội người ta vô người ta chơi cho thoải mái, vui. Thật sự mà nói thì cái người còn tóc như quý vị nó tiện. Nên có nhiều Phật tử mà đi đến chùa mà nói gặp như Đức mà hỏi giống như là con có cái nguyện hứa cái gì, nguyện cái gì để cạo đầu. Nhưng Đức nói cái này nó không dính dáng cái gì đến Phật Bồ Tát hết. Có nhiều người hỏi thầy ơi, con đã từng nguyện vậy rồi, giờ con không cạo đầu có sao không? Có thì sao? Quý vị biết bây giờ mình học Phật mình ngồi suy nghĩ thật kỹ. Phật Bồ Tát không có chấp nhất cái gì cái chuyện quý vị hứa hẹn gì chứ. Bây giờ đơn giản là như bản thân những đức quý vị có những hứa hay hẹn gì những đức cũng không có quan trọng tới. Bây giờ có Phật tử mà nói giờ thầy, bây giờ con hứa với thầy con cúng dường cho thầy số tiền để thầy làm Phật sự. Mai mốt vị không có tiền, quý vị nói giờ con gặp thầy con ngại quá. Những đức nói có gì đâu ngại. Có tiền thì cúng, có tiền thì thôi chứ ngại gì. Thấy không? Ai đâu mà ngồi suy nghĩ cái chuyện cái bị hứa đó rồi bị cúng hay không cúng. Nên theo những đứa thấy rằng cúng thì làm, cúng thì thôi, vậy đó mà nặng nề cho nó mệt tí. Nên quý vị đừng có nặng cái vấn đề như bản thân những đức phàm phu thôi nè, mà còn không có nặng nề cái vấn đề hứa hẹn đó nữa. Từ khi là một cái chuyện gì mình làm cho đại chúng, cho mọi người thì mình đã nói với mọi người thì mình phải cố gắng thôi. Còn cái chuyện như cá nhân của những đức mà quý vị lỡ hứa cái gì mà quý vị khó khăn, đừng có nặng nề, ghi bản thân như đứa còn vậy không chỉ là Phật Bồ Tát. Nên nói với quý vị nghe để quý vị nhận thức được trong Phật Pháp có cái hay là mình đừng có nặng nề cái tâm mình. Phật Bồ Tát cũng không muốn cái tâm mình vậy đâu. Thí dụ như người ta vô chùa thì người ta gọt tóc thì nó còn tiện về tại người ta ở trong chùa. Còn mình ngoài đời mình hứa hẹn gì mà mình mà gọt tóc cái có khi nó có chuyện á. Tại mình cạo cái đầu mình cái tự nhiên thấy mình nó làm sao á. Thí dụ như bây giờ đi, mấy cô trong chùa mình mà gọt tóc mà nó bận đồ đỏ, đồ vàng, đồ gì mà nó bận áo dây rồi bận vô đi nhìn quý vị nhìn giống hệt là người ngoài hành tinh xuống. Nó không có phù hợp quý vị. Nó không nên ta còn tóc còn tay người ta làm gì ta làm, nó tiện. Nên mình ở ngoài đời mình cứ để tóc bình thường, đừng có cạo đầu. Đừng có nói là hứa hẹn gì mà con không cạo đầu mới nó có bị gì không? Không có bị cái gì hết trơn á. Quý vị ơi, Phật Bồ Tát nào mà nghĩ tới tóc tai của quý vị làm chi? Phật trọng tâm, cái tâm quý vị mà tu tập, cái tâm quý vị mà hướng thiện là Phật trọng nhất. Chứ đừng có bao giờ mà nói mình cạo đầu gì. Cạo đầu cũng tu mà để tóc cũng tu, quan trọng là cái tâm tu. Chứ nói nó cạo đầu để tóc gì quý vị? Thấy không? Đó. Nên có nhiều người á, họ cũng nhắn tin những đứa con hỏi. Dạ thưa thầy, con thấy ở ngoài đời sắp sửa tới ngày lễ vía thần tài. Vậy con xin hỏi thầy, cúng thần tài người ta cúng cá lóc nhiều lắm, cá lóc ta nướng cúng dữ lắm, thấy không? Nó vậy thì thần tài là ai vậy thầy? Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nghe giảng á, thần tài là Phạm Lãi. Tại vì khi mà Phạm Lãi ổng đánh chặn xong hết, ông dẫn Tây Thi đi. Mà ông đi làm nghề gì biết không? Kinh doanh. Phạm Lãi kinh doanh. Mà gọi là tam tụ tam tán. Ông tụ rồi ông tán hết, tụ rồi ông tán hết, tụ rồi tán hết. Nghĩa là cái nền giáo dục của ông là dạy người ta là tán ra thì mới tụ. Mỗi lần tán tụ còn lớn hơn. Giống như trong nhà Phật nó càng bố thí càng nhiều à, thì Phạm Lãi là ông làm được cái chuyện tam tụ tam tán. Phạm Lãi thì sau này Phạm Lãi ngày mất đi thì cúng ngài là thằng tài. Thì đó là dạy chúng ta, giáo dục chúng ta cái gì? Là người buôn bán muốn thịnh vượng, cúng thằng tài là bản thân mình phải biết mở rộng cái tâm ra.
Khi căng đồ cho người ta phải căng đúng đắn đàng hoàng. Khi buôn bán cũng có lời nhưng đừng nói quá đáng. Vậy mình phải mở tâm lượng ra, gương mặt vui vẻ, buôn bán đàng hoàng. Đừng có mua gian bán lặn. Thằng Tài dạy mình á, là mở rộng tâm lượng đó, thì tự nhiên mình mua may bán đắt. Nên cúng thằng Tài là nền giáo dục quý vị. Như thằng Táo Quân cũng là chánh thần, thằng Tài cũng chánh thần. Còn có nhiều người ta không hiểu, người ta lại đến cầu ngay Quan Công, còn gọi là Quan Vũ, cái ông mà râu dài cầm cái đao thiệt to, như thằng Hộ Pháp. Có nhiều người ta đến người ta cúng Quan Công, người ta lại cầu phát tài. Sai. Quan Công thì không có dính dáng gì chuyện phát tài. Mà Quan Công á, là biểu phát cho trung nghĩa. Thì quý vị biết thờ Tam Quốc, Lưu Bị, Trương Phi, Quan Trường, Quan Vũ là Quan Công đó. Thì ông là được mệnh danh là trung nghĩa. Nên Tào Tháo dù là một người tâm gian nhiều nhưng mà rất kính trọng Quan Vũ, vì tôn trọng Quan Vũ là tấm lòng trung nghĩa. Nên Tào Tháo rất là kính trọng. Nên thờ Quan Công, lễ lại Quan Công là để nhắc nhở mình sống phải có tâm trung nghĩa. Còn các ngài là những vị chánh thần, chứ không phải là tà thần. Đã là chánh thần thì quý vị cúng nên cúng chay lạc, hoa quả chay lạc là được rồi. Còn cái thờ cúng của các ngài là biểu pháp, để cho bản thân mình hành trì, mình làm để mình được lợi ích. Nó cái nền giáo dục hay lắm quý vị à. Nên chúng ta đi đến chùa mà nghe gì nguyên lý mình cũng hiểu, để mình làm cho nó đúng. Còn người ta ở thế gian thì người ta chạy theo hình thức từ xưa tới giờ. Ngày đó thì người ta nào là cúng cá lóc, thịt heo, trứng vịt, cúng tùm lum, hiểu không? Còn mình á, bây giờ á, mình là người ăn chay lạc, thì bản thân mình dù thờ ai ở trong nhà mình thì mình cũng cúng chay lạc. Mình lỡ mình giấy mình nói nè, các ngài ơi, con thì ăn chay lạc không à, ai cúng gì cúng, nhưng riêng con ăn sao con cúng các ngài gì. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà cúng chay lạc là đặc biệt tốt nhất. Vì các vị thần vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Nếu mà những ngày lễ vía của các ngài mà sát sanh hại vật, mà nói là vì các ngài á, thì cái này cái nó cũng không đặc biệt, không hay. Vì các ngài còn trong lục đạo, phước của các ngài hưởng vẫn hưởng trong lục đạo. Nếu như mà giảm phước đi á, thì tự nhiên á, cái cương vị của các ngài cũng bị lung lay. Giảm bớt cái thời gian để hưởng cái hương quả. Nên từ nơi đó mà các ngài là các bậc chánh thần, nên chúng ta cúng chay lạc. Còn gia đình mình mà gặp những cái gia đình mà quý vị có người thân gì, tổ cô gì nhập vô mà đòi ăn gà, ăn vịt, đầu heo rồi đó, đó là tà thần đó quý vị à, chứ không phải là chánh thần đâu. Dù là nói là thân bằng quý thuộc, ông bà cha mẹ đời nào kiếp nào, nhưng quý vị phải nhớ rằng chúng ta không tin nổi. Tại vì trong lục đạo luân hồi này nó có phàm thánh đồng cư độ, nên mình phải hiểu nguyên lý. Mình chỉ cần cứng cỏi mạnh mẽ thì cuối cùng người ta bỏ đi. Còn mình mà nghe lời người ta là mình dính vào. Nên ta nói đó, mờ thằng thì dễ mà cầu thằng á, mờ thằng về nhà thì dễ, mà mờ thằng đi thì khó. Nên chúng ta mờ người phải cẩn thận, mờ người phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mờ về rồi và tiễn người đi là khó lắm á nghe. Nè, mời chúng vị an lạc nghe. Quyết tâm về cực lạc cái gì luôn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đồng sanh về tịnh độ.